Bản tin thường trực Hội đồng họ Mai huyện Nga Sơn. Sáng ngày 6 tháng 7 năm 2024, Thường trực Hội đồng họ Mai huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm 2024. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Mai Đình Hiếu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng họ Mai tỉnh Thanh Hóa. Chủ trì hội nghị, ông Mai Ngọc Huấn, ủy viên Hội đồng họ Mai tỉnh Thanh Hóa, chủ tịch Hội đồng họ Mai huyện Nga Sơn. Hội nghị đã đánh giá công tác hoạt động của Hội đồng Hò Mai trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm Thường trực Hội đồng Hò Mai huyện đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác kết nối, lan tỏa dòng họ và kiện toàn tổ chức. 1. Xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội Mai An Tiêm năm 2024 đã tổ chức đón tiếp 11 đoàn đại biểu Hò Mai các tỉnh, thành phố, 8 đoàn đại biểu Hò Mai các huyện thị xã. 25 hội đồng họ Mai, ban liên lạc các xã thị trấn, 55 dòng họ, chi họ và hơn 3.000 người là con em họ Mai trong nước về dân hương thần tổ Mai An Tiêm trong dịp dỗ thần tổ Mai An Tiêm, từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 3 năm Giáp Thìn. 2. Tổ chức lễ tất niên, lễ đầu năm tại đền thờ thần tổ Mai An Tiêm. Tổ chức 5 buổi họp thường trực bằng hình thức họp trực tiếp. Thường xuyên trao đổi công việc trên Zalo nhóm thường trực hàng ngày, hàng tuần tổ chức họp thường kỳ năm 2023 của Hội đồng Hò Mai huyện Nga Sơn lần thứ ba, bầu bổ sung một ủy viên Hội đồng Hò Mai huyện Nga Sơn. Thành lập Ban Khánh Tiết Hò Mai huyện Nga Sơn gồm 13 thành viên do ông Mai Danh Bình Phó Chủ tịch Hội đồng Hò Mai huyện làm trưởng ban. 3. Ba, kết nối, trực tiếp tìm nhân sự ban liên lạc Hò Mai ở 8 xã. Gồm Nga Điền, Nga Thiện, Nga Liên, Nga Thành, Nga Hải, Nga Thái, Nga Thanh, Nga Văn chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu xã Nga Điền lần thứ nhất, nhiệm kỳ năm 2024 đến năm 2029. 4. Đã hiệp thương cử 27 thành viên hội doanh nghiệp họ Mai Nga Sơn tham gia đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu hội doanh nhân Việt Nam tại thành phố Hải Phòng. 6. Tổ chức vận động ủng hộ xây dựng quý họ Mai huyện Nga Sơn đã có 58 tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ, trong đó thành viên hội đồng họ Mai huyện Nga Sơn có 14 người tham gia. Số tiền ủng hộ là 16 triệu đồng, có 3 người không phải là người họ Mai đã ủng hộ số tiền 16 triệu đồng. Tổng số tiền ủng hộ đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 là 120 triệu đồng. Hai la mã, hội nghị cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 đó là chấm 1, tổ chức đại hội đại biểu họ Mai xã Nga Hải, Nga Thành, Nga Văn chỉ đạo các đơn vị còn lại kiện toàn tổ chức và ban hành quyết định chỉ định hội đồng họ mai các xã đảm bảo xã nào cũng phải có đầu mối hội đồng họ mai huyện, họ mai xã. 2. Thành lập câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao họ mai huyện. Trước mắt thành lập và tổ chức ra mắt hai đội bóng truyền hơi. Một đội nam, một đội nữ, kêu gọi các nhà tài trợ tổ chức giao lưu với đội bóng truyền hơi Hò Mai Thị xã Nghi Sơn theo lời mời của Hội đồng Hò Mai Thị xã Nghi Sơn vào Chủ nhật ngày 27 tháng 10 năm 2024, tức ngày 25 tháng 9 năm Giáp Thìn. 3. Tiếp tục vận động những người Hò Mai ở mọi miền Tổ quốc ủng hộ xây dựng Quỹ Hò Mai huyện Nga Sơn. 4. Xét cho ông Mai Văn Lân Phó Chủ tịch Hội đồng Hò Mai huyện Nga Sơn nghỉ không tham gia ban thường trực và thôi Ủy viên Hội đồng Hò Mai huyện Nga Sơn theo nguyện vọng của ông Mai Văn Lân. Lý do ốm không thể tham gia được, để báo cáo hội đồng họ Mai tỉnh Thanh Hóa. 5. Tổ chức họp hội đồng họ Mai huyện để bầu bổ sung một số ủy viên hội đồng họ Mai huyện. Giới thiệu và bầu thêm một phó chủ tịch hội đồng họ Mai huyện thay ông Mai Văn Lân. Thành lập ban xây dựng lịch sử họ Mai huyện Nga Sơn. 6. Triển khai một số nhiệm vụ công tác của hội đồng họ Mai Việt Nam, hội đồng họ Mai tỉnh Thanh Hóa. 7. Phân công lại các thành viên ban thường trực phụ trách các đơn vị, chuẩn bị nhân sự để tổ chức đại hội hội đồng họ mai ông mai ngọc huấn chủ tịch chỉ đạo chung ông mai xuân dục phó chủ tịch thường trực phụ trách nhân sự để thành lập hai đội bóng truyền hơi ông mai đức minh phó chủ tịch phụ trách thu thập gia phả tất cả các họ mai trong huyện để viết lịch sử họ mai huyện ông mai văn mạnh phó chủ tịch phối hợp để thu thập gia phả tất cả các họ mai trong huyện để viết lịch sử họ mai huyện ông mai danh bình phó chủ tịch trường ban khánh tiết làm tốt công tác tiếp đón các đoàn đại biểu về thăm dâng hương thần tổ Mai An Tiêm. 6. Ông Mai Thế Ánh Phó Chủ tịch Tránh Văn Phòng cùng với ông Mai Xuân Dục tổ chức ra mắt hai đội bóng truyền hơi họ Mai, Nam, Nữ. Hội nghị đã thảo luận sôi nổi các nội dung trong báo cáo, đa số đều thống nhất cao với các nội dung đã triển khai và kết thúc trong niềm hân hoan của các đại biểu về sự hội nghị. Nội dung, hình ảnh, Mai Thế Ánh Phó Chủ tịch Hội đồng họ Mai huyện Nga Sơn.